Hello, chào mừng người đã trở lại channel của mình ha. Và ok, hôm nay chúng ta tiếp tục với Lucky Block. Và hôm nay sẽ coi là Lucky Block gì nha. Đó là những con Lucky Block quen thuộc và là những con Pokemon rất là quen thuộc với mọi người. Và trước khi video bắt đầu á, mọi người đừng quên like và subscribe hỏi cho tụi mình nhé. Và đánh xem, hôm nay là vẫn như thường lệ là đúng là gọi là người chiến thắng sẽ giành được danh hiệu cũng gọi là Master Player. Thì đây sẽ là danh hiệu danh giá nhất, nói chung là mấy mùa là mình ăn liên tục rồi cũng hơi ngại các bạn ơi. Và mùa này chúng ta sẽ coi đập quả gì nha. Thì ok, lần trước thì mình đập tất cả nhưng mà mình cảm thấy khá là hay quả Ultra Beast Lucky mọi người ạ. Và chúng ta sẽ đập số lượng rất là ít vì để cho nó có sự công bằng, nên thành ra là mình với Nấp sẽ đập cái quả này để xem ai sẽ là người là gọi là chọn lựa ra những con Pokemon xịn sò nhất và đánh thắng nha. Ok. Rồi đập và bây giờ mình sẽ chọn ra khu vực của mình. Đây, bên đây. Ủa, có quả màu gì vậy? Có dây tiêu màu xanh. Xanh chứ gì nữa, đây là quả Ultra Beast mà. Nó chỉ rớt là những con Ultra Beast thôi chứ không có rớt những cái con khác. Con Ligon khác. Ủa con này Bulbulaya là con gì? Con này có phải không? Mấy đám trời không, chắc là nó có chút nhầm lẫn. Không được, nó phải quýnh nó mới bắt được. Đúng rồi mọi người, bên Núp nó bị Sida các bạn ơi. Đấy, bên mình đang quang quá trời mọi người thấy không? Ultra Beast là Ultra Beast đây. Chúng ta phải quýnh nhau mới bắt được. Mình không biết tại sao, có lẽ là đây là phiên bản mới nhất nên thành ra là nó cần phải bắt mọi người ạ, bắt bằng bằng fighting nó mới tính. Chứ còn mình ném bóng thì dù Master Ball hay là gì nó cũng không thể khác bên ngoài được các bạn ơi. Mình cũng không biết tại sao nữa. Lâu quá à, quýnh gì lâu. Ơ trời đất ơi. Rồi. Electabuzz. Tao tiến hóa luôn. Con Pikachu tao tiến hóa luôn nè. Tiến hóa tới cái cục binh luôn các bạn ạ. Ôi. Ở cất Pikachu vào trong coi chắc kèo chứ giờ để đây nó tiến hóa tới mày luôn. Nhìn ngầu chưa? À, con heo độc xia. Rồi, ok chúng ta sẽ ôi Suikutri. Đây là những con Pokemon ở trong dạng Ultra Beast chắc chắn các bạn đó. Không thể nào mà lại làm hơn đúng không? Những con rất là quen thuộc. Nhưng mà mình rất là thích con này, con là ông vua thời điện. Anh này là ông vua thời điện. À không phải ông vua thời điện mọi người, con này là dây điện các bạn. Katana, của Yeti là con Katana. Rồi, để mình coi ở trong cái dòng Ultra Beast thì ở đây thì con nào xịn nhất. Ôi con này nữa hả? Ok, thôi lỡ rồi bắt mọi người. Cái con Breakerfin này nó rất là mạnh nha các bạn. Về cái con này xịn mà. Ừ con này xịn thật sự luôn á. Mấy lần trước mà mình bít sai. Trời bít chút con này là hơi bị ngon. À Gulok nè. Gulok là một trong những châu bò đó coi. Con này coi gì mạnh giống Zubit ha. Sau nãy không bắt được bắt Sun Goleo ta. Trời Katana nè. Rồi ok. Ủa có con Sun Goleo trong này nữa hả? Ui chưa biết phải có Sun Goleo và Lunala chứ. À đúng rồi. Con Sun Goleo và con Lunala kết hợp. Rồi 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 để xem coi nào. Ui đây mới là công chúa thần tre nè. Ngọn tre cao trồng ngồng luôn, mấy chục mét luôn mọi người thấy không? Đứng nguyên cả khán đài luôn mọi người thấy không? Đây, đây mới chính là công chúa thần tre trong truyền thuyết. Dế mèo phiêu lưu ký. Quên quên chưa đặt bóng à. Đây, đây, Budgol. Con này là gọi là lực lượng cơ bắp nhất ở trong cái lục địa Pokemon các bạn. Đó, thấy chưa? Lúc nào cũng khoe nó có gọi là 6 múi tay lực lượng. Rồi, rồi, rồi. Để rồi, con tiếp theo ra cái gì nào? Ủa? Sao con Bobilo le này tiếp vậy? Con này nhớ đâu phải trong bộ. Nè, nè, con đó là tiến hóa từ con này nè. Con đó tiến hóa là con này nè. Con Nagandel nè. Ủa mà con này mình nhớ đâu phải Ultra Beast ta? Ủa con này có Ultra Beast không nè? Mọi người hãy comment bên dưới coi mình cho mình biết không phải Ultra Beast không mọi người. Trời ngồi đây dế nó gáy quá trời gáy luôn mọi người. Đây cũng có con chú hề nè. Trời mình gắn cái music âm thanh của cái gọi là gì Rely Relative Loyal. Đứng đây là dế gáy mọi người ạ. Trời con này nó gáy nó kêu ghê trời. Ôi Bobile đó nè. Trời ơi nữa nè, con này nó con gọc khổng lồ nè. Thôi không bắt nó đâu. Ồ nó bự giá mày các bạn ơi. Con này là con ông rồi đó. Ông chiến thời hiện đại. Không thèm bắt. Trời ơi giá nó hoài luôn nè. Cách gọi Ultra Beast này mà thấy nó hơi lỡ các bạn ơi. Còn 10 trái. Gọi có mấy cái phình nữa nè. Còn có con Play Fallon đó mọi người ạ. Trời ra vậy là tiêu mọi người. Mấy con Ultra Beast sao mà mình cảm giác ít chứ ta. Mà có con sứa này luôn. Trời ơi nó kêu kìa.
Con sữa luôn. Rồi. Rồi, để trời quá trời đất ngồi nó rợt người các bạn ơi. Trời ơi, con Mobiland đó mọi người. Động sao chắc phải tiêu diệt nó quá mọi người ơi. Level 50 hả? Nè cho mày ăn cái quả cầu lửa nè. Đấy thấy chưa? Ngồi. Trời ơi, nó kêu cái gì vậy? Nó kêu gì ghê vậy? Ủa nó kêu cái gì ghê quá như ma. Nó kêu như ma các bạn ơi. Đấy. Đậu xanh tao cho mày đi hết luôn chứ mày mày rơi mày khóc hả mày? Làm thấy con tinh leo. Trời ơi nó kêu quá là kêu mọi người, nó ghê quá mọi người. Lunala cũng được, tao không có ta. Hơi khó, tỷ lệ ra hơi khó. Vậy nó mới hay đúng không? Ủa nè, con sứa đẹp chứ trời. Ôi, con sứa rồi. Ê, sứa đẹp quá à. Ở dưới nào quýnh nó luôn rồi. Ui, không xin dê, không xin dê. Ô, con giữ thằng tre. Ai da, ui. Wow. Cái skill nhìn đẹp phết các bạn ơi. Ok, tí sẽ cho này ra đội hình luôn. Lâu lắm rồi, chúng ta chưa có cái cuộc chiến mấy cái dòng mà dòng bình thường mọi người, dòng đặc biệt nhiều quá thì đâu đó khi là đó chỉ là bên Summon thần thú phiên bản kia thôi, còn bên đây thì tụi mình sẽ đọc lúc kim lóc tìm và những cái con hay hay quýnh cho mọi người coi những con phiên bản gốc cho mọi người. Ủa thợ điện nhiều quá không thấy hả? Yeah. Bắt rồi thợ điện hơi bị nhiều quá, mới rồi cháy chạm điện cay lại giờ đúng rồi, sao không có con Lunala? Rồi tính ra hơi 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 ít lũ lạ nha. Naga na đeo nè. Đánh cho mày đi luôn. Ui con này trâu thế, con này mạnh dữ ta. Con Balafon mình Bafalon mình mạnh dữ ta. Rồi chú lửa mà nhưng mà nó thiếu cái chiêu có cái quăng cái đầu luôn mọi người ạ. À. Quăng đầu giảm 50% máu. Cái chiêu đó là chiêu chất phái của nó luôn. Ủa ấy được bit bone đó nè mọi người ạ. À. Rồi, bắt cái được không? Nghe quả này bắt cái như cũng được sao á. Để bắt thử cái được nha. Pokemon rồi. Để dùng Ultrabit để bắt được tụi nó nha. Thường bắt quả này chỉ một cái được bọn Ultrabit mọi người ạ. Trời hộp kìa, đúng bịp luôn. Cái gọi Bitbone mà bắt bọn Ultrabit không được các bạn. Hình như tỷ lệ cao thôi. Hình như con rên rên là cái con Blayfalon chứ không phải là các con kia. Đậu xanh nó ra nó lên quá các bạn ơi, nó lên bắt đêm mà ngồi chơi cái này là ngồi là chết luôn á. Trời ơi, nó chọn tao nhường mày con thời điện khổng lồ đó mày. Thời điện này đi có chưa ta? Trời ơi, con phê mô xa đó nè. Được. Đắt luôn. Trời ơi, sao mình ra toàn là dế mèn phu lú ký Lunala xuân cái leo của mình đâu. Ultrabit cũng rất là nhiều mà sao mình ra cái dạng mà đen dữ vậy trời ơi, thằng này gì ta. Woodwo, Kletera, Kanta, Blayfalon, Suikitri. Ê, tính ra cũng được gần full bổ các bạn ạ. Ui, con boss kìa. Mấy con này là không có khả năng đã đánh với boss đâu các bạn ơi. Boss ở trong đây nó mạnh lắm các bạn ơi. Level của nó gần như là vượt chướng ngại vật luôn á. Chứ không gọi là đụng được luôn á. Rồi, bắt con này luôn. Vượt chướng ngại vật boss, vậy tiêu qua đánh con boss đây. Ơi, con boss. Vậy tiêu qua đánh con boss đây. Ê, nhưng mà nó ở trên cao quá à. Con nghĩ đánh không có được đâu, boss không có nổi đâu. Mấy con này nó quýnh mấy con Legion là bình thường mọi người. Quýnh với quýnh nhau thì được mọi người. Chứ quýnh boss nó hơn 30 cấp sức mạnh nó gần như nó búp rất là nhiều mọi người. Trong Pokemon thần thú thì không là vấn đề gì, chứ mà ở đây cả vấn đề to lớn đấy. Rồi tranh thủ cho mình đập mấy quả kia luôn để coi có một Pokemon nào khắc gắn gắn vô. Thôi lỡ nói là Ultrabit rồi thôi sao thôi để đập Ultrabit đi. Rồi ok. Như là đập Ultrabit núp làm gì nó đi luyện lá vợ, sao trời mày làm vậy đó? Đang quýnh cái con này tự nhiên dễ gì mà quýnh vậy ông đó, trời ơi nó bị khó đó. Để mình coi cái đội hình của mình. Trời ơi mọi người. Ô Katana hơi yếu rồi, chắc là trò dế mèn phu lục ký vô đi. Rồi con này điện nãy nè, con này wow boss. Tính ra là bắt cái là nó y chang rồi. Ui rồi khoan, coi như đi quýnh con Beedrill nè. Beedrill này hả mọi nè, ôi nó chích tao mày ơi. Biriu, con Biriu mà ăn nổi ăn luôn, con này mạnh lắm luôn á. Nó chích tao, tao quýnh con này là Ebit thôi, con boss Ebit chắc ăn được á chứ, nhận nó không quýnh ăn được. Quýnh nó một lần được 2% máu nè là được chữ chưa? Trời là ơi. Được chưa? Ai bỏ đúng rồi, mày bỏ đúng rồi, mày quýnh một lần được 2% máu rồi. Ê không nha, mà nó quýnh con dưới hình kia không được nha, mày ghét là chưa tao rỉa máu mày. Ở đây có Azep nè mọi người, Azep nằm trong cái viên đá như là trí thức hay sao á.
trí thức sáng tạo với lại ông nằm quấn tiểu cái viên đá đó để tạo ra bộ ba sáng tạo các bạn ơi. Hôm qua đừng coi thường nha, với tay rỉa máu nó sắp chết rồi nè, còn 50% máu nè. Intelligent, thông minh, cái này cái gì nhỉ? Chưa, be the real này thì be the real. Bỏ đi mà, vô sao lỗi đúng rồi, trời ơi. Trời ơi, tao điểm nó sắp chết rồi, còn 33% thôi, đợi đi. Ông xanh nó quýnh con này, nó quýnh con boss này nó tuôn mới lấy giờ. À không sao, con bay bay Fallon của mình đây mà tắm chín. À này thì láo rồi. Bây giờ chuẩn bị mọi người coi nè. Nó chọn núp mỗi đứa cái đuôi. Rồi, núp có gu lót, trời ơi. Mình không có gu lót các bạn ơi. Nè thì ngu, ui, nè ui, thì ngu. Ui trời ơi, nó chết rồi con. Còn kia. Còn ông này giờ nó gọi là nó ông giò vẽ lên rồi, nó trời lấy cái đuôi. Trời ơi, nó còn có 9% máu nè. Nó lấy cái đuôi chọn nó chín hết, nó gần chết, nó cày cứu, nó tức, nó đâm nè, giờ con nó đâm nè. Bay lì nè, đâm nè. Đánh một cái con, đánh một cái. Yeah, này chết thì rồi, boss. Nó muốn bớ level luôn, chỉ tính ra ăn boss được mà ta. Này tính boss. Ra là vẫn ăn boss rồi các bạn ơi, chứ không phải là không ăn được đâu nha. Rồi, ok, trận nó mới chưa vô nó đã luyện với lại boss rồi, trời sao đội hình nó mạnh dữ vậy, vậy là Ultimate không phải là dạng vừa đâu nha các bạn. Vẫn còn một cái con thần thú mình còn thua được, còn thua cả con. Đâu, con nào của anh level cao đâu? Có đâu mà cao. Đây, Yeti quánh con boss được một candy, ăn con mẹ. Trời ơi, nó candy luôn á, ngon dữ vậy. Rồi, slow đi, rồi để coi cái đội hình Ultimate lần này thì để xem. Rồi, công chúa thân tre ra trước luôn. Rồi luôn, thích công chúa thân tre thì nó cho mày luôn. Cơ bắp lực lưỡng. Để xem dữ. Cơ bắp lực lưỡng cái này công chúa thân tre, ai là bố đời thiên hạ. Nhưng mà cũng không có cao bằng GT đâu, Black Cannon nè. Gì đây, cái từ Andrew có chiêu này, búp cái đã. Bray it sell. Ray vô sell chứ. Rồi, focus binh này đấm một cái là đi về. Ủa, sao nó đánh đầu thế? Black Cannon là sao? Ôi, hút hụt không mày ơi. Ha 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 ha. Hút không vậy? Hút đền mu rồi. 100% mà. Cho nên nó không quýnh được cái chiêu này của nó rồi. Bị hại rồi, nhung nhung. Rồi, thôi được rồi, công chúa hơn tre là tre đúng không? Để tao lấy lửa tao đốt. Tao lấy lửa tao đốt nè, này là công chúa thân tre, tao lấy lửa tao đốt chết chè. Được lắm, tao lấy con này ra luôn. Rồi mày dám chơi hả, cái con đó mày dám chơi với tao hay nấp. Mày dám láo nấp, tao đốt mày luôn nè, tao đốt mày luôn, chảy nè. Trời. Chảy khẹt khẹt chưa. Sao con nó mạnh vậy? Gơ. Very effect nè. Khẹt 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 chưa? Ôi, sao nó mạnh vậy? Quá là ngon. Play Fallon phiên chết bản. Rồi. Rồi, đỡ khác cả chơi con này. Chị chiêu gì đây? Giga Impact. Chết mẹ con. Giga Impact tao đã đổi Nihi Lego rồi. Ai? Cũng cấu rỉ máu đặc biệt đó, tao cho mày biết thế nào là bị acid vào người sẽ như thế nào. Cho nó biết acid vào người. Mày dính acid vào người được chưa? Trời, chiêu gì vậy? Bơm acid vào người xong cho nó vào cái Wonder Room nè. Storm nè. Đó, này vậy? Thì nè, Storm nè. Curly Smoke. Trời ơi, nó chơi này sớm được rồi. Ui, con cua này nó cạp. Nó lấy cái càng, nó cạp. Nó bấu rồi mọi người. Được rồi. Mày nó bưởi công chúa thân tre ra luôn đi. Công chúa thân tre của tao là cao 100m của thánh giống rồi. Mega Drain luôn nè. Đi chơi bóng tối coi. Trời ơi, nó gặp rồi mọi người. Chết. Fail rồi. Nó hút máu, nó cù quá bạn ơi. Chết rồi. Smash down đi. Trời, quýnh này biết bao giờ mới chết ta. Ôi, không biết phát luôn, kỳ vậy. Quýnh này bao giờ mới chết ta. Trời ơi, có 50 power các bạn ơi. Trời ơi, có con này skill yếu quá mọi người. Nhưng mà cũng không sao mọi người, con cu lót này tuổi con tôm. Rồi, có chiêu đánh được rồi. À, quýnh được rồi hả, đừng khúc máu thôi gì đâu sợ. Khúc máu nè. Đây máu nè. Trời ơi, lên 10 máu, trời đất ơi. Con cua này nó kẹp chết hết á. Mày, thôi, tập trung dùng cái này chơi giết nó luôn mọi người. Trời ơi, nó cắn kìa mọi người, nó cắn, nó cứ critical hit luôn. Mày hả mũi? Mày chết rồi, tim mình rồi.
Smackdown mà nè. Mày gì hả bưởi? Trời Cuối ơi, cùng chết cũng có công rồi. dụng đưa khác ra lỡ gãy mọi Con người. nào quýnh được con này ta? À, À, phế dễ phế phế mẹ Phiêu nha. Lưu Ký coi. Rồi À, phế sẽ dế gặm mày. phe của mày. Dế mày Phương Lưu Ký là chết chắc rồi, khỏi lo. Chết rồi, có chiêu nào Chết. đâu đánh. Bình. Bình. Mày hả bưởi? Ủa, đám người đâu 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 nè. Rồi Trời xong ơi luôn. trời. Con dế mày này nhỏ quá, bị cái chai nó quất rồi là Rồi tới tiêu tấp. rồi, không có chiêu quýnh được nó hả ta? Nè Sao quất mà tới rẻ tấp máu luôn, quá quất tới vậy? tấp luôn, quất tới tấp luôn. Đẩy 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 cái quất cây tre mà nó quất đùng 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 xuống cây tre hết giống mà mọi người. Gọi là cầm. Hay da, rỉ máu ta, rỉ máu mình. Được rồi, thích thì chịu, ăn củ liều cứ vô. Rồi. Sửa điện nào, ông vua sửa điện, ông vua sửa điện, thịnh đà bên. Ây da da, chết cha Mẹ luôn này, nó đau quá con, mọi người. ui ui, được chưa, được Mày hả chưa? bưởi, lão hả mày. Trời ơi, giờ lấy con gì quýnh nó ra. Mày hả bưởi, ông vua thời điện mày sợ hả? À, katakana. Được rồi, cho mày biết thế nào là sóc quay mày đi luôn nè. Giật điện liên hoan. Giật điện liên hoan. Ây da, nó Mày cắt hả cụt, nó bưởi, như tờ giấy mọi người ha. Rồi, mày được hả bưởi, luôn. còn con nào ra đây? Đây, đây. Mẹ ơi, không có chiêu rồi. À có. Chiêu bắt này, chiêu bỏ. Chiêu bỏ này. Ê, con này sợ chiêu bỏ nha. Con này sợ chiêu bỏ nha. Katana attack bị giảm kìa. Scare sword Mày hả? hả bưởi, Ui, đau vậy? Chết rồi. Danh hiệu nó còn Katana, cố Ây da, nó mạnh dữ trời. lên. Rồi, luôn con bài tủ. Cày mày gọi nó con. Mày ngon mày chống lại đi. Ta sẽ đốt mày tờ giấy nhỏ. Mày hả tờ giấy nhỏ. Một búa thôi. Một búa Chết thôi. rồi, quýnh lại không ta? Con này hả ta đốt chết luôn, ta đốt. Hôm nay chúng ta sẽ có món ăn đặc biệt đó chính là sứa nướng nha các bạn. Sứa nướng nè, Tội rồi. con sứa của mình không có chịu. Có mỗi chiêu axit à. Rồi, rồi, Tiêu nướng luôn và nướng nó trong vòng tròn lửa các bạn. rồi. Vòng tròn nướng nè. Nè, ui da, múa vũ điệu Được. Sapa. Rồi, xong tiêu rồi. Đây là vũ điệu Sapa, chúng ta ao ngay thêm chút nữa bằng cái chiêu Ember vũ điệu Sapa cái nữa nè. Ừ, vũ điệu Sapa. Ủa, trời 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 trời. Ủa đâu mất tiêu rồi. Rồi xong thêm. Ủa, bị đốt cháy chết luôn hả? Bị đốt luôn, giảm Hay máu cho chà, luôn. thấy chưa, Tớt tôi nói nữa. mà Dương Miện vua này, Hai. cũng về tôi Ê, thôi. Ủa Dương Miện con đâu rồi? chim bự ơi, bự ra. Thấy Có chưa hả? mọi người, đây là cái Dương Miện chiến thắng mùa này vẫn vẫn dành cho quà này các bạn. Thì Nupti sẽ không có gì thể nào mà gọi là đụng được cái cúp Dương Miện người gọi là Champion Language Liquid này của mình được. Đấy, vô địch mấy mùa liên tục luôn và các bạn còn đúp nó lấy cái hiệu mình biết ngay mà mình biết ngay mà mùa này nó cũng ăn cắp cái hiệu của mình hết mọi người ạ. Muốn gì giờ gõ đâu nè, nó Cái chà nó có gõ múa đâu, đâu có cái múa gõ tập đâu tập mày, múa mày luôn mày mày mày